du lịch sinh thái. Hồ Đắc Kè. Nước ở trên núi rất là trong. Chào ông cà phê. Đây quay vịt quay gà. Đâu rồi? Phim. Rồi phim. Hai hai. Từ đi. Hả? Cái đen. Mày uống cà phê sữa hả? Tao lấy một ly cái đen của mày uống sữa, mày kêu đổi sữa. Dâu phi. Còn dâu phi với tí. Đàn. Trong kia có cái khác. Có con cá kìa, có con cá màu đỏ là. Đâu đâu. Đàn đông. Dâu phi chứ. Còn kia có chép. Cái chép đỏ nè. Dâu phi lại mỗi thả với tí. Cái này giờ thả dâu phi đâu đẹp đâu, phải thả cá chép nó nhiều màu hay đẹp. Thả coi á. Hôm nằm du lịch thì phải thả cá coi. Ở bên kia là khu khác rồi anh. Đấy. Bên kia là khu khác à? Vòng bên kia. Không, mấy cái nhà sàn kia là để làm gì? Ngồi chơi hả? Chơi hợp nhau. Nhưng mà đấy là đi đường bên kia sang à? Vòng kia. Đi qua cầu mới vòng được. Họ cứ hay vào họ mua cái đồ ngoài và họ nhào, họ quăng cái rác lung tung mà. Đấy. Không cho vào bên kia, nhào hết. Ôi rồi rác thì lên kinh rồi. Đây thấy rác. Bữa nào họ cũng đi nhào mấy rào sáng. Bắt cho rào cho không cho ai bảo. Người thì dọn, người thì đi quăng xuống cái hồ. Nhặt nhít. Đi qua bên kia. Dạ. Cái cầu đi được tới chỗ đây. Dạ dạ. Ở vòng thì qua cầu. Còn trong kia là cái gì? Trong kia là cái gì? Vào thị trấn hả? À, trong kia là vào thác Bục Chí, đến chùa Thanh Lâm. Ở trong đây có chùa hả? Chùa trên này này. À. Nhưng muốn lên thì có cái bậc thang lên là thẳng chùa chùa luôn. Được cái thang đi kìa. Mua vào bên Thái Nhi.
để picnic, để cắm trại. Sim, đồi hoa sim. Sim mọi người đang ra hoa. Sim ở đây nó giữ lại để làm du lịch nên là cây rất là to. Nguyên một vùng hoa sim. Hoa mùa này cũng ít hoa. Hoa đây không đẹp, mùa này phải mùa mưa này hoa mới đẹp mà.